Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà 5D, nơi mà mình luôn chia sẻ những kiến thức về xây dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về bộ đôi sản phẩm bao gồm có chậu lavabo treo tường và vòi chậu nóng lạnh cao cấp. Trước tiên, mình sẽ đánh giá về mẫu chậu lavabo treo tường chính hãng đến từ thương hiệu Kony. Đây là mẫu chậu một khối hay còn gọi là mẫu chậu treo tường liền chân lửng với mã hiệu là 7100. Đây là mẫu chậu rửa mặt treo tường liền chân lửng với nhiều cải tiến nổi bật so với các mẫu chậu treo hai khối truyền thống. Về thiết kế, chậu có phần thân trên và phần chân lửng dưới được thiết kế liền mạch và đúc một khối như thế này. Bên cạnh đó, chậu có tạo hình khối vuông thành vát cạnh, qua đó tạo được ấn tượng khỏe khoắn và hiện đại trong thiết kế. Vì được thiết kế liền mạch như vậy nên là chậu cũng rất dễ dàng vệ sinh và sử dụng hơn. Chậu cũng có thiết kế bao gồm khe thoát tràn. Chậu được làm chủ yếu từ vật liệu sứ cao cấp với công nghệ phủ men nano, giúp bề mặt sứ luôn sáng bóng và chống bám bẩn. Một điểm nổi bật nữa đến từ cơ chế lắp đặt của chậu. Chậu sẽ đi kèm với bộ vít nở và phần chân vít dài như thế này sẽ giúp vít bắt sâu và gắn chặt hơn vào tường. Qua đó sẽ khắc phục được các hiện tượng chậu bị rơi, sậy của các mẫu chậu treo truyền thống sau một thời gian dài sử dụng. Về cơ bản, chậu sẽ dễ sử dụng và có độ bền lâu hơn. Về kích thước, chậu có chiều cao tổng thể là 390mm, chiều rộng là 480mm và chiều dài là 435mm. Đây là mẫu chậu có kích thước khá lớn, phù hợp với các phòng vệ sinh, phòng tắm có diện tích từ 3m2 trở lên. Bên cạnh đó, chậu có thiết kế một lỗ phù hợp với các mẫu vòi thấp, một chân. Và để lựa chọn mẫu vòi kết hợp với mẫu chậu ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn mẫu vòi của Toto mang mã hiệu là TLG02301V. Đây là mẫu vòi lavabo gật gù nóng lạnh. Lý do mình lựa chọn mẫu vòi này là vì thiết kế vòi cũng được tạo hình khối vuông thành vát cạnh, rất đồng bộ với chậu Kony 7100. Vòi được làm chủ yếu bằng vật liệu đồng mạ Niken Chrome cao cấp. Các thông số kỹ thuật khác, vòi có chiều cao tổng thể là 133mm, đây là mẫu vòi thấp. Đi kèm trong hộp vòi, ta có bộ siphon cần giật nhưng sẽ không bao gồm ống thải chữ P. Đằng sau, vòi có khe lỗ như thế này, qua đó vòi có thể hỗ trợ lắp đặt được với các bộ siphon cần giật. Khe lỗ này để lắp với các thanh cần giật này các bạn này. Và tổng thể, bộ đôi sản phẩm này khi lắp lên sẽ rất đồng bộ và sẽ tạo ấn tượng cho không gian phòng tắm nhà bạn. Trên đây là bài đánh giá của mình. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe, đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.